Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 38. Trong lúc đó Ê-xê-chia lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt đến chầu vua và tâu rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật, trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dề. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ ngươi phán như vậy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyri, và ta sẽ binh vực thành này. Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, để nghiệm biết Đức Giê-hô-va sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán. Trên bàn trắc ảnh A-cha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đang đi và đã đi quá lui lại 10 độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại 10 độ mà nó đã đi quá rồi. Này là lời chép của Ê-xê-chia vua Giu-đa khi đã lâm bệnh và được lành bệnh. Tôi từng nói, vậy thì đang khi giữa trưa của đời tôi hầu vào cửa âm phủ, còn mấy năm thừa bị cất mất. Tôi từng nói, tôi sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian. Nhà của tôi bị triệt đi, dời xa khỏi tôi như cái trại của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như dệt cuốn vải nó. Chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cưỡi. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi làm thinh cho đến sáng mai, như Ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù như chim bọt câu. Mắt tôi nhìn trên cao nên nổi mỏi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đang cơn sầu khổ, xin Ngài bảo lãnh tôi. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc này. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường, vì cớ trong lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó. Thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. Này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi, chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi. Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Vả Ê-sai có nói rằng: Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên muột ung độc, vua sẽ được lành. Ê-xê-chia đáp rằng: Có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng? Chương 39. Trong lúc đó vua Babylon là Merodach Baladan, con vua Baladan, sai đưa thư và lễ vật dân Ê-xê-chia vì nghe người đau và được lành. Ê-xê-chia vui mừng vì các sứ thần thì cho xem trong cung điện, nơi để những của quý như bạc, vàng, thuốc thơm, dầu báu cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình. Phàm vật chi trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì
là Ê-xê-chia chẳng cho các sứ thần xem đến. Đấng tiên tri Ê-sai bèn đến chầu vua Ê-xê-chia và hỏi rằng: các người đó nói chi và từ đâu đến thăm vua? Ê-xê-chia đáp rằng: họ đến từ phương xa, tức là từ nước Babylon. Ê-sai tiếp rằng: họ đã xem gì trong cung vua? Ê-xê-chia đáp rằng: họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta, chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà ta chẳng chỉ cho họ. Ê-sai bèn tâu cùng Ê-xê-chia rằng: xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay, sẽ dời sang Babylon, chẳng còn tí nào hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các con trai ngươi, con cháu ra từ ngươi, sinh bởi ngươi, cũng có kẻ sẽ bị bắt để làm quan hoạn trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm. Lại rằng: vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật. Chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng: sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng kẻ rằng: hãy kêu. Và có đáp rằng: tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gan tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dỡ các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được, và tìm thợ khéo
đặng chỗ một tượng không lay đổ. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Thi Thiên 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy bèn bắt sợ và cười người mà rằng: kìa là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, sống nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi, khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa vì điều đó là tốt lành. Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti, chương 1. Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Ga-la-ti. Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật, chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi, hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hỏi anh em,
Tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus Christ. Và anh em đã nghe lúc trước, tôi theo giáo Giuđa, cách cư xử của tôi là thế nào? Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong, tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa-mách. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Bây giờ, tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Chính các hội đó có nghe rằng, người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người có sức phá. Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời. Chương 2. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem tiếp cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Dầu thiết kẻ cùng đi với tôi là người Greek cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Jesus Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Barnaba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Barnaba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Về phần chúng tôi, thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng, người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jesus Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.
Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi có tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chương 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Vả, các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng, lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi,
hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chính anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Greek, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại, nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.